Xin hân hạnh giới thiệu gạo Jasmine Louisiana, loại gạo thơm hạt dài cao cấp trồng tại Louisiana. Gạo Jasmine Louisiana được trồng và sản xuất thiên nhiên. Gạo không qua phần đánh bóng để giữ lại nhiều dinh dưỡng từ cám. Tốt hơn nữa, chất tinh bột trong gạo Jasmine Louisiana ít hơn rất nhiều so với các loại gạo khác. Tức là sẽ giảm được rất nhiều chất đường từ cơm. Ngoài yếu tố cho sức khỏe, cơm gạo Jasmine Louisiana luôn luôn thơm ngon, vừa mềm lại vừa dẻo. Jasmine Louisiana còn có gạo lứt brown rice, nấu dễ như gạo trắng, không cần ngâm nước trước. Cơm gạo lứt ngon và dẻo mà lại không có mùi cám như các loại brown rice khác. Gạo đang có bán tại các chợ. Để không mua lầm gạo, mong bà con cô bác nhớ là gạo có hình ông nhạc sĩ thổi kèn mới đúng là gạo Jasmine Louisiana. Gạo Jasmine Louisiana mang cơm ngon cùng sức khỏe tới cho mọi gia đình.